Nó ngủ chú nhé. Cụm danh từ góc N góc X. Nó nhưng mà nó là bị động hay nó là chủ động? Nếu mà tự bản thân hay cái gì như mấy nó đó là dành cho trường hợp là tính từ. Ừ. Chứ hôm nay nó cái này là nó đóng như, giống như là nó là chủ ngữ trong câu. Cái này nó là một cái cuộn giấy. Nếu mà muốn lại nha. Muốn đợi bên anh, muốn tới à? Tôi đã bán được rồi. Thôi lại một à, chị đợi em. Gầy quá. Gầy lắm. Đâu ngủ đến hôm nay nha. Tôi còn đen đấy. Em thấy nó chỉ cao hơn. Đây là giấy gì nè thì có vẻ. Bản thân nó cuộn. Chính là cái cổ người nó đang bị cuộn đấy. Đấy là cháu gầy đấy. À lô học còn chú lên mạng. Có nghĩa là nhá, tôi lấy một ví dụ nhá, ví dụ như khi nói là cô gái đấy là một cô gái rất là đáng, kiểu như là một cô gái boring girl ấy, có nghĩa là một cô gái rất là nhàm chán ấy. Thì bản thân cô gái nói nhàm chán thì sẽ sử dụng là boring. Còn khi mà cô ấy chán về việc gì đấy thì sẽ là... Cái này đang là cùng danh từ mà cái động từ của nó thì sao đây này, ít khó đây này. Không, như cái này là dùng đây là chuẩn đấy. Cái động từ của nó bị động ở đây này. Đây là chỉ loại giới. Đọc công tắc cái bài đi để xem nào. Không, 15. Đọc công tắc thì nói về cái gì đâu, con chuyện này. Con xe chứ. Sẵn đây chưa? Đi bên chỗ không ta. Ừ, câu chuyện này nó nói là cái gì? Nói về là rừng cái gì ạ? Mai lại con gà rừng là gì? Lên tu đấy, tôi nghĩ là lên tu là đến đâu đấy á. Nhưng mà con gì? Nhưng mà con trốn nó làm sao? Con trốn. Nó có gì vậy? Nó vẫn làm sao? Nó ngồi coi thường bạn này. Con trốn nó lên. Và đừng biết con trốn là được bạn thân. Nhưng con trốn nó cũng ngồi coi thường. Đúng vậy. Bạn. Bạn. Một hôm trồn là con ôm trồn. Một hôm trồn là cậu. Cậu có bao nhiêu chú con? Bao nhiêu chú con? Mình chỉ có một chú con thôi. Ít thế. Mình có trăm chú con. Mình chỉ có hàng trăm chú con. Mình chỉ có hàng trăm chú con. Đấy là trồn đấy. Trồn nghĩ vậy đấy, đúng chưa? Tìm thấy chưa cậu? Chưa. Đến nữa. Đây này đọc chưa? Rồi rồi. Đấy vừa đó mất kiểu do xong rồi kể lại đây. Kể lại không chính xác thì cái này đang có cái chủ này. Đúng rồi. Liên biết to nữa mà câu tung đi đến đâu. Vậy thì có kỳ dễ đọc trước.
hay là chồn, đây là dừng. Chồn là dừng. Put up à? Put up. Put up. Nó nhìn gì đấy? Nó chế, đẹp quá. Đẹp quá, khó quá. Mày chỉ xe nghe chị Quyên. Chị chưa coi đẹp. Ờ. Thế đấy. Tôi sợ tôi không thể chăm, không thể giỏi chăm sóc em. Lòng bệnh không có giỏi. Ông Liêm đâu rồi ta? Ông Liêm đang chơi xì đấy. Đi này, ông Liêm ba. Đó là C.
thuộc về ý là hỏi A hay C á, chứ qua A B nó nhầm A hay C á. C, con chó xác định đó số ít mà. Nhưng mà đây có S mà. Có ít ở đâu? Cái lòng. S là cái chú nữ là con chó, hay là cái chú nữ là con chó. Đời đất là chú nữ. Chú nữ con chó vậy thì chọn nó bên nào? C. Ờ, thì chọn đó. Ý là ông Lân nó chung có S là chủ ngữ, nếu mà số nhiều mới chọn A là con này. Câu mấy rồi? A 8. A. Hầu hết mỗi ngày chúng tôi thường đi bộ. In the beach, C. Trên bờ biển chứ C là... C thì không được. A. Walk along là đi dạo. Dọc bờ biển ấy. Dọc, đi dọc. Nhưng mà bờ biển thì nó phải là beach. Chứ C thì không phải là bờ biển. C. C là cái biển luôn rồi, đâu phải cái bờ. Đang đi trên mặt nước hả? Chắc vậy. C. Câu 28 á hả? Ừ. Câu 28 xin chia buồn cùng tất cả các bạn đáp án B. So là cái gì? Không biết. Là thanh cát hả? Hả Long, ra từ điển đi. Cửa hàng hả? Store. Cửa hàng là store chứ. Là bờ biển. Cái này là bờ biển. Cái này là bãi biển. Không phải, nhưng mà go for a walk along là nó như nó một cụm từ á. Along là dọc mà. Thì walk đi bộ dọc quanh gì đó. Biển, cái này là bờ biển. À. Hình như là sao cái từ quốc phải có tiền hơn không mới được. Ông Ly muốn đi đâu vậy trời? Thế à bạn có tra cái từ sau này là cái gì đi chưa gặp bao giờ? Bờ biển hay bờ biển ấy? Bờ biển luôn. To này cũng là biển á. Bờ biển luôn á. Mới thấy chữ này luôn á. Lần đầu. Lúc đầu còn tưởng đôi giày. Ủa sao mày là đôi giày chứ? Su mà dày, so mà dày mới được. Ấm lộn hết rồi. Câu 29 đi. 29 A. Bye. Câu 30. A. Bye.
Làm cái
alpha C khoảng một cái cách để dùng alpha. Bạn alpha không phải đúng rồi, alpha đấy bạn chỉ đi, tại vì nó có from to ấy. Tell me B D cái nhỉ? À không, D nói cho tôi. Nếu không có này, không phải nếu, không phải nếu đâu, phải liệu, liệu rằng, liệu rằng đây là câu 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 tường thuật cũng không phải liệu về quá. D D ít phải ít ít cái gì mới D chứ, liệu rằng chứ phải đâu, ít whether mới là D chứ nhỉ? Không, ít ít hoặc whether chứ. Whether ít 39 đây, 39 đây. Ít mà. Câu này là câu gì? Câu tường thuật chị nghĩ nó phải lùi thì chứ ta. Câu tường thuật if thì có hay không? Nếu mà cái từ if nằm trong câu tường thuật thì nó có nghĩa là có hay không? Còn câu này đâu cái tường thuật. Kìa. Phi vô rồi đó. Đâu? Quý phi vô rồi đó. Liên quý phi. Tôi giải thích câu 39 nghe. Chờ câu nào vậy ông trời? 39. 39. Một lắm nhưng quên đi đâu mất tiêu rồi đi. Trời ơi. Câu đó câu gì vậy trời, tao không thấy được không đâu đây. Tell me there is anything special that you would like to do. Thì sao? Nó chọn cái đáp án này gì? D chắc chắn luôn. Đáp án D á, đáp án trong câu D là đáp án D á. Nhưng mà nó tại sao này vậy ta? Hả? Thì nó giống như hỏi câu hỏi á. Giống nó giống như kiểu như này nhá. Kiểu như là I wonder if, kiểu như là tôi băn khoăn liệu rằng cái gì liệu đáng ra. Liệu rằng á, cái chữ if hay là chữ whether, liệu rằng á. Ừ. Vậy thôi chứ có gì đâu. Giống như nó chuyển á, từ một câu hỏi á, thay nó dùng ask thì nó dùng tell me. À, ví dụ như là I wonder if he loves đó. Me. Ừ. Rồi, bỏ qua. Nhưng mà câu hỏi phỏng đoán ấy, nếu mà chuyển thành câu trần thuật thì sẽ thành if. Đây, cái này là một dạng mà nó bắt viết lại câu, nó có thể dùng lại bằng if đấy. Đúng rồi. Ai mà lên cao thế? 40 C nha. 40 C. Tại sao invitation invitation là mày đọc nha. Ôi bài này khó mày. Bài nào khó chứ thấy gì mà khó đâu. Ô nhưng mà như thế này thì đọc kiểu gì nhỉ? Đọc đi nhớ đi. 1 2 trước đó là 1 2 nha. Thao. Đây 41 là in rồi á. Chưa thấy gì hết, kéo mất tiêu rồi. Rồi, thấy rồi. Đâu, dịch lên, dịch lên. Đây 41 là in rồi chắc rồi đó. Em. Cái này không có bài work hả, để mình xích lên xích xuống. Không có. Cậu ấy dịch lên đi, tớ sẽ đọc xong hai câu. Để ngày mai mình chuyển qua bài work cho rồi. Con vót xem. Con lên cái bằng mềm mà lên work cho chị. Cái này chuyển đời cho con này. Cần gì nó nói chuyện mới sắp xếp như cái kiểu này cũng phải kéo từ lên xuống vậy. Phật Phật. Trời. Có kè có tài liệu mà. Thấy rồi.
Ok chưa? Rồi. Ok rồi. 41B 42A. Ông này đọc từ từ ấy. Như một cô gì, một cô bé. Đồ cô le. Đồ quá vậy. Cô le là gì trời? Ủa, có to xíu nữa được không em? Đó. Tại vì bỏ vô cái thùng bát thì nó cũng đâu có
đâu, nói cho người ta nghe chút xíu. Rồi, để ý là vậy đó. Là vậy đó. Cậu ơi, kéo xuống một xíu đi, không tin đến đáp án đâu. Mỗi lần kéo nó mờ mờ, sao ta? Consider là S, C. Rồi, nhưng mà
ông đã dùng, ví dụ như ông dùng in Paris thì ông sẽ không dùng được in with. Đúng rồi, vì có giấy từ phía trước rồi mà. Có giấy từ rồi thì nó đã thay thế cho một cái ấy rồi. Một cái ấy rồi. Cười. Nhưng mà từ in này là của giới từ nào? Cái từ in này là của giới từ. Public in á, review thì review, để không có review, có review, có review in không nha. Public á, anh hình như là public in mà đúng không? Public in là đúng không ta? Ở đúng như thế. Which nó mà nó đứng chưa, nó đứng thay thế là nó thay thế cho cái khúc này nè. Ở trong mấy cái tác phẩm này nè thì nó thể hiện cái kinh nghiệm đời của ông này đó, đó là cái là in which, tức là thay vì mình nói là những cái tác phẩm của ông này nè cho nó đơn giản quá ý đó, là trong cái tác phẩm của ổng là in which, which là thay thế cho mấy cái này, còn in là nó thay thế cho là nó chỉ là nằm ở trong cái tác phẩm này thôi, thì có gì đâu. Rồi chết đi. Ừ, gì đó. Cái tại sao không phải là in giác? Hả? Cái gì? Tại sao không phải đát đâu? Đát không có đứng sang. Đát không có in. Đát không có in. Rồi cuối cùng là B phim cần một danh từ. Hả? Cái gì? Cái gì? Anh cần danh từ hả? Cần một danh từ. Round him.